không có ai cua ai hết anh chị, cứ rủ rê nhau đi chơi riết rồi cái thích nhau rồi cái là người yêu của nhau. Giống như tụi em không có nói ra, tụi em ngầm hiểu nhau là như vậy. Lúc đó là đi chơi với nhau cũng nhiều hiểu. Mặc định luôn, tự hiểu luôn. Vậy dạ. Thì cái nắm tay đầu tiên là lúc nào? Ai nắm? Dạ là em. Đó đó thì đúng là Tuấn Anh rồi. Nắm tay thì là một buổi ở ngoài bờ sông, trong một cái rạp chiếu phim là hôm đầu tiên ở trong đó. Nó có một cái biến cố. Tại vì em với Di không có hợp, nhận biết không có hợp nhau. Thì có một lần là em tiểu phẫu nhỏ nhỏ thôi. Thì vô tình em bị lừa cái nơi đó và em đã chuẩn bị một số tiền, nhưng mà tới đó thì nó phát sinh là gấp 5 lần số tiền đó. Vô tình là lúc nào em với Nhi đã chia tay rồi, chứ không biết là linh cảm sao, như họ gọi thăm em là đang ở đâu, về nhà chưa hay gì đó, thì bảo là đang trong bệnh viện. Thế bạn mới cầm tiền vô trả cho em. Lúc đó em đã huy động bạn bè em tới rồi vẫn không đủ tiền luôn. Xong rồi bà tới bà nhà chăm sóc mấy ngày luôn, bởi vì em không có đi đứng được hết, không có làm cái gì được hết. Đau lắm đúng không? Dạ, đau lắm. Thì sau đó là một tháng nó mới lành. Thì cái ngày lành là em rủ đi chơi Vũng Tàu. Đi chơi Vũng Tàu thì ngày đó là phát súng đầu tiên. Là ôi như là mình khai thác một chút. Đến bao lâu thì mới bắt đầu là đám cưới? Dạ sau đó là vô tình, cũng là may mắn luôn, là có bầu. Bác sĩ cứ cưới. Trước đó, dạ. Trước đó là hai gia đình có đồng ý không? Dạ thật sự gia đình nó là một cái biến cố lớn của hai vợ chồng em á, tại vì bố mẹ của ông xã em á là cũng không thích em, mẹ của em cũng không thích ông xã em. Như vậy có nghĩa là hai gia đình đều không chịu. Nhưng mà vì cái sự cố kia thì là lúc đó hai gia đình mới đồng ý hay sao? Dạ nó báo tin thì mẹ em vừa không đồng ý nhưng mà cũng phải đồng ý, tại vì trước đó em có đi khám thì bác sĩ nói em khó có con. Khó con thì em nghĩ đồng nghĩa là vô sinh rồi. Thì lúc đó là một cái tín hiệu giống như là chờ cho mình một đứa thôi, hoặc là vậy bác sĩ nói sai. Thì lúc đó như bạn Nhi nó có bầu, bảo đừng có xạo, tôi làm gì có con. Thì bác sĩ nói vậy lắm mà, tôi làm gì có con được. Cuối cùng giờ nó đẻ ra cái mặt nó, mặt em y hệt với nhau. Nếu như nó không giống là em đi thử ADN rồi. Nhưng mà giờ nó giống quá khỏi luôn. Khi mà Nhi biết là Nhi có bầu á, cái cảm xúc Nhi làm sao? Dạ cái cảm xúc của em thì lúc đó cũng vừa vui mà cũng vừa hơi lo nữa. Tại vì vui là mình biết mình có em bé rồi, và mình cũng nghĩ là nếu mà ảnh với là gia đình ảnh không chịu thì mình cũng cứ sanh thôi, tại vì em đi xô và đi dạy đều thì mình cũng có đủ điều kiện kinh tế để lo cho con. Cũng hơi sợ là nếu mà gia đình bên Tuấn Anh không chịu cưới thì tự nhiên ta nói con gái mà không có chồng mà lại có con thì nó mẹ lại không chịu cái đó. Tới hiện tại bây giờ là bố mẹ chồng em cũng vẫn không thích em, và ngược lại mẹ em cũng vẫn không thích chồng em, nhưng mà như là dán ra đóng thuyền thì phải chịu thôi. Ồ vậy hả? Vậy anh hỏi nè, lý do vì sao hai vợ chồng tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Bình thường em với vợ em là rất là khắc khẩu kinh khủng luôn, nói được ba câu là câu tư là chắc chắn chửi nhau và không có nói nữa. Bởi vì chửi nhau cỡ nào đâu, bây giờ nói thử cho chị chửi nghe nhau chửi. Là thôi bà im đi, tôi không nói chuyện bà đó. Nó là ông im luôn đi. Cỡ vậy luôn á. Mặc dù bên ngoài tụi em nói chuyện bên ngoài tụi em ok, nhưng mà trong gia đình em không giải quyết được. Cũng có thể là do em chưa làm tốt công việc của em, vai trò của em thì em không nói được bạn, và bạn cũng như vậy không nói được em. Thì hôm nay lên cũng là ví dụ có thể là hòa giải phần nào hay là hiểu nhau hơn phần nào, thì đó là điều may mắn. Cho nên chính vì thế có những gì là hai bạn phải nói hết ra. Ở đây có thể là chị Vân và anh Thuận sẽ thay mặt chương trình có thể chia sẻ với các bạn một phần nào đó nha. Rồi bây giờ là hai đứa là làm đám cưới được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 3 tháng. Anh biết là Ruby Nhi rất là giỏi, rất là năng động, làm rất là nhiều công việc, đi dạy nè, rồi đi làm MC cho các chương trình, về nhà còn bán online nữa. Nhưng mà anh muốn biết là cái công việc của chồng em đang trong tình trạng là Covid như thế này thì công việc của chồng em như thế nào? Cái đó cũng là một vấn đề lớn luôn anh chị. Hai vợ chồng em cũng gây lộn với nhau nhiều về vấn đề kinh tế. Tại vì lúc mà cái nguyên một cái khoảng thời gian mà em có bầu em bé thì cái lúc đó là cái nghề nghiệp của ảnh nó đang phát triển lắm. Ảnh một tuần ảnh chỉ ở nhà được có 1 hoặc 2 ngày thôi. Ảnh đi show liên tục, đi Đà Nẵng, đi Hà Nội, đi Singapore, đi Thái Lan. Tại vì ảnh chỉ làm chuyên về tiếng Anh thôi chứ anh không làm về tiếng Việt. Lúc đó ảnh kinh tế anh cũng tốt nữa. Suốt cái giai đoạn mà em có thai á là ảnh cho em đi khám bệnh viện quốc tế, rồi lúc sanh cũng sanh bệnh viện quốc tế, rồi cho đi yoga bầu, rồi đi massage bầu, thậm chí cũng cho xài tiền thoải mái nữa. Cho nên mình cảm thấy mình quen với lại cái sự chiều chuộng như vậy rồi á. Rồi sau khi sanh em bé ra được chừng hơn 1 tháng thì bắt đầu dịch nó tới, là mọi cái hoạt động của ảnh bị ngưng trệ lại hết. Coi như là ảnh không kiếm được 1 đồng bạc nào luôn. Do đó khi mẹ mới sinh bé được 1 tháng đó là em đã phải chạy xô lại rồi. Cho nên là sức khỏe của mình lúc đó mình giống như mình cảm thấy tủi thân đó. Và cũng có một khoảng thời gian đó là em bị stress rất là nặng luôn. Thậm chí mẹ muốn luyện con mình đi luôn đó. Gặp con của em rất là khó đó chị Vân. Nó không có dễ như con của người ta. Mẹ chồng em hồi trước là mẹ chồng em ở nhà thì có nhận giữ thêm bé này bé kia ở trong xóm. Thì mẹ chồng em cũng nói là trời, tại vì cháu nội tao ráng tao giữ cho tụi bay, chứ từ đó giờ tao giữ nhiều đứa rồi,
mẹ chưa thấy đứa nào mà khó như là con hai chồng bay, tức là nó khóc đêm miết mà nó quậy, nó hơi năng động lắm anh chị. Cho nên là mẹ chồng em rất là cực trong cái vấn đề giữ nó, mà không có em phải đi làm để kiếm kinh tế, là vì lúc đó chồng em không có chạy xô được. Cho nên là cái khoảng thời gian đó hai vợ chồng cứ gây nhau miết à, nhiều khi muốn chia tay luôn á. Nhưng mà tội con là nó còn nhỏ quá, cái nhất. Cái thứ hai là mình nhớ lại cái khoảnh khắc mà hai vợ chồng vượt cạn cùng với nhau á, mình mới có thể được bình tĩnh mà mình bỏ qua để mình đi tiếp tục với nhau. Còn Tuấn Anh thì sao cưng? Tại vì cái công việc của em trước đó em đã quen với cái, chứ em chỉ có nói được thôi chứ em không làm được cái gì hết á. Thì giống như cái thu nhập mình quen với điều đó và cái cách kiếm tiền nó quen điều đó rồi. Bây giờ tại bữa mẹ Nhi có nói em là đi làm bảo vệ đi hay là coi xe đi, thì em không thể nào chấp nhận ngay được mức lương và cái công việc đó. Thì em bảo là em sẽ đợi dịch hết, và ví dụ như cả năm làm bảo vệ thì bằng khi dịch hết em làm lại nhất là nhanh. Và 8 tháng nay em không có làm ra tiền, nhưng mà em cũng không có xài như ngày xưa. Mà ngày xưa làm được nhiều tiền thì xài tới kiểu nhiều tiền, còn bây giờ là không có xài như vậy. Thì hai vợ chồng cũng vẫn đang san sẻ nhau thôi, chứ không phải là Nhi phải nuôi em hay là nuôi cả gia đình em, thì không phải. Dạ, vợ em thì nhiều tật xấu lắm chắc có thể là được nương chiều từ nhỏ, cho nên là không biết làm mẹ và làm vợ luôn á. Rồi bạn ấy, anh nói chứ là bột chộp, anh nói chứ là có sao nói vậy đó, nói không vậy? Suy nghĩ không đó, có suy nghĩ không? Dạ, nhưng mà học trò tôi biết. Dạ. Nó đúng là làm cho rất nhiều người phải nói là bạn là tào lao, nhưng có thể là bạn ở bên ngoài bạn rất là tốt. Không, cái này thì em phải đồng ý là bạn tốt thì bạn mới tồn tại được trong cái nghề của bạn tới ngày hôm nay, và bạn mối quan hệ của bạn rộng lớn như vậy, nhưng mà về nhà không biết sao là nó ngược lại ở bên ngoài vậy đó. Ta là khôn nhà dạy chợ, ta ở nhà khôn chợ dạy nhà. Rồi không có biết nịnh chồng, trừ một lúc là em đưa tiền thôi là bạn nịnh được. Thiếu tiền cái là không có định mà còn chửi nó, căng thẳng lắm luôn, căng thẳng lắm luôn á. Hai người cũng hợp khẩu với nhau, em nói là lấy miếng nước coi, này lấy miếng nước đây, tắt điện đi, để đi ngoài. Tâm địa không có xấu gì cả, nhưng mà cái lời nói của bạn nói ra làm người ta nghĩ bạn là hơi bị khô cứng, thô kệch một chút. Rồi về cái việc gọi là chăm con, lo lắng cho con thì như thế nào? À, cái này còn tệ nữa. Anh bé thằng nhóc đi ở trong cái bô, à bé sao thằng nhóc tí cắm đồ vô trong cái bô, kem phải bạn, bé kem bé nó lên ngay. Dạ. Hay là có nhiêu thôi? Dạ, cái đấy là tất cả rồi đó. Thì em mong muốn Nhi sẽ thay đổi những cái gì? Thay hết. Tôi phải bật mí cho khán giả đây là nhỏ học trò tôi. Phải nên học ăn, học nói. Dạ. Học gói, học mở. Học gói, học mở. Tuấn Anh nó không mong, chị cũng mong. Anh là rất mong em là cái việc là phải mẹ là phải biết chăm con nha. Cái chị mà không biết con là không chấp nhận được á. Ru nó ngủ cũng không biết luôn. Không có bà nội là phó thác cho làm gì làm, nó ngủ cái nào cũng ngủ, nhưng mà thường là nó rất là khó ngủ, nó quậy. Tức là hiện giờ hai đứa đang ở chung với bà nội? Đang ở dưới nhà bà nội là nhà em. Còn Nhi đang ở trên đây vì Nhi đi làm, và một tuần Nhi về khoảng 3 lần để phụ bà nội chăm con ngủ. Em là ở đâu? Em ở Biên Hòa. Rồi tới em đó Nhi. Chồng em cũng tật xấu nhiều lắm, cũng hơn em luôn á. Chồng em cái tật lớn nhất là biếng, cũng ở dơ kinh khủng luôn, không có chịu làm chuyện nhà, không chịu làm gì hết trơn á. Thí dụ cho một cái trường hợp ở dơ của anh đi. Quần áo gì đi về là để xốc xếch đó, thậm chí quần trong quần ngoài còn dính với nhau luôn. Ngay cả vớ cũng vậy, về cũng dục tùm lum, em không biết cái nào sạch nào dơ. Cũng cái tiếp theo nữa là ổng lơ đễnh đủ thứ hết trơn á. Ví dụ như ổng mở điện trong nhà tắm cả ngày luôn á. Rồi thêm tật nhậu, nhậu dữ lắm. Có một lần nhậu xong về ói tùm lum, em bé thấy nó sợ, nó khóc quá trời luôn. Trời ơi, ổng mới có mấy tháng mà ông em bé được. Mà ông cũng biết ba ông nhậu về ông cảm nhận mùi mà ông thấy được luôn. Dạ, tại vì chồng em nhậu xong vô toilet ói á, cái nó lúc đó nó giật mình á, cái em bồng nó vô nó kìa, con cha mày nhậu về ói rồi, cái nó thấy khóc quá trời. Lúc đó là hai đứa vẫn ở chung chứ chưa có kiểu mà tách ra như bây giờ. Như là xen kẽ vậy đó, 3 tháng đầu ở dưới Đồng Nai với mẹ chồng, xong rồi 2 tháng sau thì lên lại nhà em để mẹ em chăm phụ, xong rồi giờ lại xuống lại dưới Đồng Nai, cứ xen kẽ vậy á. Để bà nội bà ngoại chăm. Nhỏ cũng vui bộ. Bây giờ hai đứa này là sung sướng quá, bà nội bà ngoại là chăm sóc cho con vậy là quá quá sung sướng luôn á. Bây giờ chỉ còn hai em thôi đó. Ổng trong nhà là tất cả mọi việc ổng có tháo vát không? Dạ không, chồng em biết làm gì đó. Giống như là những cái điện mà sơ sơ trong nhà hay nước rồi chồng em không biết làm. Cái mẹ em nói lại là hai vợ chồng hay là nồi nào úp dung đó đó. Mẹ về nhà chồng mày cũng không biết nấu ăn. Con chồng về đây cũng không biết làm gì luôn. Đây là hai vợ chồng đậu. Tại vì bây giờ hiện đại nó ở nhà đâu phải xây như ngày xưa mà điện hở hay gì mọi thứ nó bên ngoài mình dễ làm đâu. Bây giờ hầu như là nó âm tường và điện nước tất nó đóng. Không phải là muốn làm mà làm. Giờ mong muốn thay đổi gì nè? Cái mong muốn lớn nhất của em là mong chồng em bớt nhậu lại, để ý quan tâm vợ nhiều hơn. Chồng em không có lãng mạn, với lại ít quan tâm em lắm. Thậm chí như hồi nãy nói là quen nhau là cũng ngầm hiểu, xong rồi lúc mà kết hôn đó là cũng cưới nhau vậy thôi, chứ cũng chẳng có cầu hôn hay là gì hết trơn á. Có nghĩa là các bạn lấy nhau rồi là coi như các bạn phải tự. Riêng trường hợp này thì Vân nghĩ là các bà mẹ vẫn phải tiếp tục dạy con mình học ăn, học nói, học gói, học mở. Bây giờ khi nào mà gia đình này về ở với bên nội thì bên nội sẽ làm điều đó cho cả hai vợ chồng.
gia đình này về bên ngoại thì bên ngoại sẽ phải làm điều đó cho cả hai vợ chồng. Để chi? Để chúng ta giữ cái căn nhà nhỏ này, cái gia đình nhỏ này bền vững. Đừng có để đi đến cái sự việc đáng tiếc xảy ra. Bởi vì chung quy lại thì cái em bé 9 tháng tuổi đó là báu vật của cả gia đình nhỏ và cả gia đình lớn. Trong một cái buổi ngắn gọn như thế này thì Vân chỉ có thể đưa ra được những cái lời mà nó cần thiết cấp kỳ nhất thôi. Còn cái vấn đề thực hiện cái điều đó như thế nào lại là phải nhờ đến bà nội và bà ngoại. Thì chị mong rằng là tụi em phải hiểu những cái mong muốn của nhau. Nhi nhớ nè, làm gì thì làm, Nhi cũng phải là một người mẹ, một người vợ, phải học. Còn Tuấn Anh luôn luôn phải làm một cái chỗ dựa, một cái bờ vai vững chắc cho vợ, cho con của mình. Thì làm sao để làm được bờ vai vững chắc thì Tuấn Anh phải tự nghiên cứu cái điều đó nha. Thì tôi sẽ hứa là kiếm việc đi làm và ở nhà thì bớt đợi giờ hơn. Ok, cái đó là tôi sẽ làm. Vợ cũng sẽ cố gắng sửa từ từ, chứ nếu mà một sớm một chiều thì khó để có thể tốt hơn, để hai vợ chồng đỡ gây lộn với nhau. Nhân chương trình Vợ Chồng Son này thì con cũng muốn gửi lời tới bố mẹ chồng. Cũng do cái đặc thù công việc của con là phải đi nhiều, do đó con không có thời gian để chăm sóc bé nhiều, nên là bố mẹ phải cực với con của con. Thì con cũng mong là bố mẹ, ông bà nội cố gắng chăm cho bé, để con với chồng con yên tâm đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Dạ, và con cũng sẽ cố gắng học hỏi thêm cách làm mẹ và làm vợ để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Hay. Câu đó là hay nhất đó. Đó là những cái cảm xúc rất là thật. Rất cảm ơn hai em nha, đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và hy vọng là sau chương trình này về, hai vợ chồng thay đổi tích cực và sẽ hoàn thiện hơn. Hạnh phúc phải bền chặt. Nhẹ nhàng say đắm với chồng. Cái là gì mọi cũng lúc mọi nơi là mình được, không mình không mất gì hết. Đúng vậy. Nhớ nha, nhớ cái kim chỉ nam đó giùm cho tôi nghe chưa.